sao bây giờ anh chưa về nữa? Còn sốt rồi đó. Bệnh thì em đưa con đi khám đi, anh đang bận. Vậy nha. Tính giật đi à? Từ khi mình sinh ra đời, cuộc đời đầu tiên bao giờ đến một niềm tốt nhất là mày không nên xuất hiện. Trời đất ơi, cô làm mẹ kiểu gì mà đêm hôm thế này để con bé khóc hoài, tính không cho ai ngủ nghe gì hết hả? Tại bơ nó sốt nên nó quấy. Trời đất ơi, con bé nó sốt á thì cô lấy cái khăn lau hạ sốt Ori bebe này lau cho nó đi, lau cho con đi nè. Con bé này đã bị cái gì ấy nhỉ? Ôi bà thương, bà thương. Ôi cho bà thương. Để bà lấy khăn, bà lau hạ sốt cho con nhé. Ôi bà thương, bà thương. Bà lau cái này một tí là con hạ sốt liền. Ôi nín đi bà thương, bà thương. Cái con mẹ này không biểu nó có cái chuyện gì. Cũng tại không có sữa cho con bú, cho nên mới mua sữa bên ngoài về, mới tốn tiền đó. Ở nhà chăm con thôi, thì không tiết kiệm đi. Đi mua mấy cái này về làm cái gì? Em có biết anh ra ngoài làm việc cực khổ thế nào không? Nếu như mình định mua sắm tào lao vậy, ví dụ anh đưa 5 triệu, 50 triệu không bao giờ đủ hết á. Sữa mình ít, không đủ cho con bé bú.